Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 2 giờ chiều, tức là 14 giờ của ngày 4 tháng 10 năm 2021. Và tôi tiếp tục quay trở lại với các bác về câu chuyện Nhâm Hoàng Khang, nhưng với một góc nhìn khác, đó chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả những YouTuber, ngay cả những cái người mà nhân danh chính nghĩa. Tôi sẽ phân tích cho các bác vì sao lại như vậy. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy xem lại chính thức cái tin này. Đó chính là cái tin mà Nhâm Hoàng Khang bị bắt nha các bác. Nhâm Hoàng Khang thì bị Bộ Công an bắt, đúng không ạ? Vào đây, bắt Nhâm Hoàng Khang 34 tuổi tại Cần Thơ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Và trước đó thì cơ quan điều tra đã nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập vào dữ liệu mạng máy tính liên quan tới cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này là 400 triệu đồng. Khang, Nhâm Hoàng Khang thì sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và được biết đến là một lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như đưa eSIM vào iPhone lock và được giới công nghệ thông tin biết đến khá nhiều. Và gần đây, Nhâm Hoàng Khang gây chú ý đến việc ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các bản sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân và quỹ từ thiện của một nữ đại gia. Trước đó, ngày 28 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang ngày 1 tháng 7 có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để làm việc liên quan tới vụ việc mà Cục Cảnh sát Hình sự đang thụ lý điều tra. Chia sẻ với các bác thông tin là như vậy, đúng không ạ? Còn nói về việc này thì xin báo cáo với các bác rằng là Facebooker Đặng Như Quỳnh có nói một cái dòng rất kế gọn như sau. Thì chúng ta thử xem qua là Facebooker Đặng Như Quỳnh nói gì nha. Trên trang Facebook của mình thì anh Đặng Như Quỳnh nói như sau: làm gì có một cái quốc gia nào cho phép một hacker đột nhập dữ liệu cá nhân của người khác rồi tung hứng livestream nọ kia để bôi nhọ người khác thì lại thoát được tội cơ chứ. Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt. Và trước đó cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của Khang cho rằng là vân vân. Các bác nên nhớ là như thế này. Nguyên văn tôi đọc lại cái dòng này để các bác nhìn nhé. Làm gì có cái quốc gia nào cho phép một hacker đột nhập dữ liệu cá nhân của người khác rồi tung hứng livestream nọ kia để bôi nhọ người khác thì lại thoát được tội cơ chứ? Câu chuyện này nó không hề đơn giản. Nghe các bác. Đó, nó không hề đơn giản. Và clip này có thể rằng là với nhiều người, người sẽ rất ghét tôi, nhưng mà quan điểm của tôi xuyên suốt nó là như vậy. Đó. Xin báo cáo với các bác như thế này. Nếu chúng ta nhìn lại cái lý do mà Nhâm Hoàng Khang bị bắt là như sau. Lý do Nhâm Hoàng Khang bị bắt là đây. Cơ quan điều tra đã nhận được đây. Đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan tới cờ bạc và sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Và cụ thể, đó là 400 triệu đồng. 400 triệu đồng. Đó. Nói thế để các bác có thể rằng là nhìn sự việc với một góc nhìn như thế này. Trên mạng xã hội gần đây, rất nhiều người ủng hộ Nhâm Hoàng Khang cũng có, ủng hộ CEO Phương Hằng cũng có. Và đặc biệt là những kênh như là Lang Thang Đường Phố hay là VQCoin. Mọi người á là tung ra cái nó gọi rằng là nhân danh chính nghĩa. Và tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Có nhân danh chính nghĩa đi chăng nữa thì cũng không được phép vi phạm pháp luật, được vu khống bôi nhọ người khác. Nhâm Hoàng Khang là người đã vu khống tôi là phản động rồi vân vân nọ kia. Trong khi đó việc rất đơn giản, nếu như mà anh Nhâm Hoàng Khang này có chứng cớ hay thế nào đó, anh hoàn toàn có thể lên tới Phan Đăng Lưu ở thành phố Hồ Chí Minh nên anh cũng nên công tác để mà tố cáo tôi, hoặc gửi đơn tố cáo lên an ninh điều tra của Bộ Công an hay là nơi tôi sinh sống là Hà Nội. Tất cả đều có thể được thụ lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Pháp luật sinh ra để bảo vệ mà. Cho nên đấy là cái việc mà các bác có thể thấy rằng là Nhâm Hoàng Khang như vậy. Và các bác có thể tìm hiểu thêm một chút thế này nữa này. Đến thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các bác thời điểm hiện nay rằng vẫn còn rất nhiều những cái tin với cả rất nhiều những cái cuộc gọi nhỡ vân vân như thế này của tôi là bởi vì một cái sự tấn công nó gọi rằng là cuộc gọi nhỡ và làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tôi liên quan đến việc này.
Thế là toàn dùng những cái trò thủ đoạn mà chúng ta hay gọi rằng là thủ đoạn đê hèn để mà làm. Rồi cả những tin nhắn nữa, những tin nhắn chửi bới thì báo cáo với các bác rằng là tôi vẫn giữ lại những cái tin nhắn chửi bới đó. Họ dùng đến hàng trăm cái sim, hàng trăm cái sim để mà nhắn rồi là sỉ nhục rồi là vân 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 nọ kia. Thì các bác có thể thấy cái điều đó. Trên đời này á, nhân danh chính nghĩa nhưng mà là một cái thủ đoạn của rất nhiều người. Và chúng ta thì thấy rằng là họ nhân danh chính nghĩa nhưng họ lại vi phạm pháp luật. Trên thế giới này không có luật pháp quốc gia nào là quy định điều đó cả. Với cái sự việc như anh Nhâm Hoàng Khang ấy, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì thể nào cũng có nhiều bạn nói rằng là với cái tội gọi rằng là xâm nhập mạng máy tính trái phép như thế là của tụi cờ bạc, đúng không ạ? Của tụi cờ bạc. Rõ ràng đây là của tụi cờ bạc. Và chắc rằng là anh Nhâm Hoàng Khang anh nghĩ rằng là dạng như là ta đi cướp của một thằng ăn cướp thì đó là một việc chính nghĩa, đúng không ạ? Ta đi cướp ăn cướp của một thằng ăn cướp thì là việc chính nghĩa, đúng không ạ? Rất nhiều người cũng nghĩ như vậy đó. Và kể cả Tây ngày xưa chúng ta có thể thấy rằng là cả ta cũng thế, và rằng cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng họ không biết rằng là trong một xã hội pháp quyền, một xã hội văn minh thì những hành vi đó không bao giờ được phép và phải để cơ quan pháp luật thực thi cái điều đó. Còn chúng ta thì chỉ cung cấp chứng cứ cho những cái việc như thế thôi. Không thể nào nói cái chuyện rằng là ta cướp của thằng ăn cướp là ta chính nghĩa được. Và không thể nào nói cái việc rằng là ta đi tấn công rồi rằng là giấc mơ nọ, giấc mơ kia để mà vu khống người khác, để mà ra được một cái nó gọi rằng là từ thiện, ăn cướp nọ kia vân vân. Cái việc đó hoàn toàn chúng ta có thể đặt được nghi ngờ, nghi vấn và sao kê của bên phía của Thủy Tiên Công Vinh hay vân vân nọ kia thì hoàn toàn là cái được. Là cái điều mà chúng ta nên làm ở cái phạm vi mà pháp luật người ta điều chỉnh chúng ta như thế. Nhưng mà chúng ta lợi dụng cái điều đó mà chúng ta kết luận rằng là họ là người ăn chặn hay thế nào đó, và chúng ta đặc biệt là chúng ta dùng những cái việc vi phạm pháp luật như là vu khống hay rằng là xúc phạm nhân phẩm danh dự người ta thì đó là cái việc này là vi phạm pháp luật rồi đó. Tôi tin rằng là giờ này rất nhiều kênh sẽ cảm thấy rằng là lo lắng. Tất cả những người mà liên quan tới cả anh Nhâm Hoàng Khang, kể cả sau này có lúc đầu là nồng ấm, lúc đầu là có thể là quan hệ nồng ấm và sau này không nồng ấm đi chăng nữa, thì cũng có thể hiểu rằng là chơi với một con người như là Nhâm Hoàng Khang thì nó sẽ ra được cái kết cục gì. Khi cơ quan điều tra người ta tiếp tục mà mở rộng chuyên án thì người ta sẽ biết được rằng là anh đã làm những cái gì ở trong cái thời gian vừa rồi để mà có được những cái thứ đó, để ủng hộ như đó. Và những người liên quan ví dụ như là Long Ngô hay là cái coi hay một loạt người đó chắc chắn là hồ sơ sẽ để đầy đủ ở trên bàn cơ quan điều tra, đặc biệt là bên C02. Đây là một sự việc mà tôi nghĩ rằng là rất đáng buồn, nhưng chúng ta cũng suy nghĩ lại như thế này này, chúng ta cũng cân nhắc thế này này, đừng bao giờ nói rằng là mình nhân danh chính nghĩa để mình làm vi phạm pháp luật nha các bác. Rất nhiều kênh và mọi người đang ủng hộ và cổ súy cái đó đó, tôi nói thật sự với các bác là thế. Còn pháp luật nó sẽ giới hạn ở chỗ nào, nó sẽ giới hạn chúng ta ở chỗ nào thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo đúng pháp luật như thế. Bởi vì nếu không thì xã hội sẽ không còn trật tự, không còn kỷ cương và phép nước không được tôn trọng. Các bác có thể thấy rằng là chỉ vì nhân danh chính nghĩa thôi mà rất nhiều cơ quan tổ chức đã bị vu khống và tấn công một cách vô cớ. Ví dụ như ngay cả báo pháp luật đó, ngay cả ví dụ như là VOV cũng bị quy chụp vu khống rồi. Thậm chí rằng là vừa rồi nhiều bác còn bảo nói rằng là báo Tuổi Trẻ thì tin làm cái gì, thì các bác có thể tưởng tượng như thế. Rồi báo Thanh Niên cũng thế. Rồi thậm chí rằng các bác có thể thấy rằng là người ta có thể đứng lên mạng và người ta ra giả chửi rủa rồi sỉ nhục mặt sắt cá nhân khác như anh Long Ngô chẳng hạn, với các lãnh đạo của Bình Dương vân vân và mây mây. Chúng ta sẽ thấy rằng là những người này về sau chắc chắn cơ quan sẽ vào cuộc và xử lý. Không thể nhân danh một cái đang cần tìm hiểu một cái đúng để mà hành động nó sai, chưa kịp đưa người ta ra ra ánh sáng thì chúng ta đã bị giết rồi. Cho nên là ngay từ hồi đầu lập kênh đến bây giờ ấy, thì tôi cũng rất là cổ súy mọi người rằng ấy, chúng ta ngay cả phòng chống tham nhũng, ngay cả có những tố cáo tiêu cực, nhưng chúng ta phải hành xử đúng pháp luật và trong cái khung phạm vi của mình, chứ không phải là chúng ta tùy tiện nhân danh cái đó. Bởi vì anh chỉ có thể làm được những điều đó khi anh hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong sạch mà thôi. Bởi vì nếu không á, họ đâu có để yên cho mình đâu, đúng không ạ?
Câu chuyện về anh Nhâm Hoàng Khang này thì báo cáo với các bác rằng tôi vẫn nhấn mạnh với các bác đừng có nhân danh chính nghĩa để mà làm cái điều phi nghĩa. Và rất nhiều YouTuber khác sẽ chuẩn bị nha các bác. Tôi chỉ nói đi thế thôi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.